chai 200ml ấy, to vãi trường và nguyên siêu luôn. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thời gian vừa qua thì mình có check tin nhắn và mình thấy rằng là tại này kênh của mình bắt đầu các bạn nữ khá là quan tâm, và cũng có vài bạn nữ inbox cho mình hỏi là anh ơi có chai nước hoa nào có thể sử dụng đa dụng quanh năm suốt tháng hay không. Thì ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn nữ 5 mùi hương mà các bạn có thể sử dụng được rất nhiều dịp khác nhau, nhưng mà mỗi một mùi nó sẽ mang đến một cái phong cách khác nhau, nên là để lựa chọn được mùi hương nào phù hợp với các bạn thì các bạn phải xem hết video. Và mình rất cảm ơn Alan đã tài trợ cho mình vài sản phẩm ở đây để có thể làm video này, và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Ở vị trí số 5 đó chính là Lazy Sunday Morning của nhà Maison Margiela Replica. Thì chai nước hoa này nó đã xuất hiện ở trong video mình review những chai nước hoa phổ biến dành cho nữ của nhà Maison Margiela Replica này. Thì cái đường link sắp sửa hiện đâu đó ở trên này, thì ở trong đó mình review rất là chi tiết, nên là ở đây mình sẽ review kiểu qua một chút thôi. Nếu như bạn nữ nào là một người hay dùng nước hoa thì chắc hẳn các bạn đã biết tới một sản phẩm khá là được ưa chuộng tại Việt Nam, đó chính là Jo Malone. Thì chai nước hoa này có mở đầu khá là giống với chai nước hoa Elixir. Với combo xạ và lê thì khi các bạn xịt ra thì các bạn có thể hình dung đến một cái cảm giác như là bạn nằm trong một cái chăn mỏng ở trên một chiếc giường, và cái cảm giác ấm áp đến từ chiếc chăn cũng như là mùi thơm đến từ làn da của bạn. Thì phải nói rằng là cái top note của nó khá là chill. Xong rồi ở khúc giữa thì bạn nó xuất hiện thêm một chút hoa, nó làm cho cái mùi hương nó có phần mềm mại hơn và nữ tính một chút. Và dry down thì nó mang tới một cái cảm giác, đó là những cái chiếc vỏ chăn ga gối đệm mà các bạn dùng nước xả vải các bạn giặt ấy, và các bạn phơi đủ nắng thì nó mang tới đúng một cảm giác như vậy. Mình tin rằng là đây là một cái mùi hương khi mà dry down nó sẽ được rất là nhiều người thích. Và với một cái mùi hương nịnh mũi cũng như là sạch sẽ đến như vậy thì mùi hương này nó không có giới hạn độ tuổi. Các bạn học sinh, sinh viên, các bạn đi làm rồi, thậm chí các bạn có chồng con, ăn mặc đơn giản hay là kể cả ăn mặc sang chảnh một chút thì các bạn xịt cái mùi hương này nó cũng rất là ok. Đó là cái lý do mà em này rất là nổi tiếng mỗi khi nhắc tới một sản phẩm nữ nào đó của nhà Maison Margiela Replica. Còn về độ bám hòa của mùi hương này thì nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng, và cái độ tỏa hương nó chỉ khoảng kiểu nửa cánh tay đổ lại thôi, kiểu mùi skin scent ấy. Nên là nếu như bạn nào thích những cái mùi hương kiểu nhẹ nhàng, sạch sẽ, nịnh mũi thì các bạn phải thử qua mùi hương này. Còn nếu như các bạn xịt cái mùi hương này đi làm thì mình nghĩ là các bạn nên mua thêm một lọ chiết, tại vì nếu như các bạn đi làm mà từ 8-9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì cái mùi hương này nó cũng sẽ bị yếu. Nên là các bạn mang lọ chiết đi, trưa các bạn xịt dặm lại để lúc nào các bạn có thể thơm nha. Ở vị trí số 4 thì chúng ta có một cái mùi hương rất là ngọt ngào với một cái phong cách rất là đặc biệt. Đó chính là Baccarat Rouge 540 phiên bản HS của nhà MFK. Thì tôi tin rằng là nhiều người sẽ chuẩn bị nhập cái comment đó là chai này mà xịt được đa dụng, chai này mà xịt được vào mùa hè thì tôi lợi ông luôn. Nhưng mà từ từ đã, để mình giải thích đã. Đầu tiên thì chúng ta phải công nhận một cái điều, đó là chai nước hoa này nó rất là nịnh mũi, đúng không? Một cái mùi hương vô cùng ngọt ngào, vô cùng đặc biệt, nịnh mũi, bám tỏa tốt. Cái điều đó được chứng minh trong những cái video mình quay phỏng vấn có sự xuất hiện của Baccarat Rouge 540. Dù là phiên bản nào đi chăng nữa thì mùi hương này nó được số đông rất thích. Đó là điều mà chúng ta phải công nhận. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cần phải thành thật với nhau, đó là mùi hương này thì nhiều khi nó có một cái tình trạng là khi các bạn ngửi được mà khi các bạn không ngửi được. Thực chất thì đó là về cái độ tỏa hương quá khủng thôi, thì mình đã nói ở trong cái video rất rõ về review này rồi. Và cái thứ hai đó là em này thì nhiều bạn nói là nó có mùi hơi giống mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện ấy. Thì mình không thấy như vậy. Còn nếu bạn nào thấy như vậy thì các bạn hãy bình luận phía dưới. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại cái câu chuyện, đó là chai nước hoa này làm thế nào để có thể sử dụng đa dụng, sử dụng được 4 mùa. Thì thứ nhất, trên tay mình đây là phiên bản XS. Nó sẽ khác với phiên bản ET, khi mà phiên bản này với mình thì nó có phần được mượt mà hơn, nó được gọt rũa, mềm mại hơn. Và cái mùi hương mình cảm giác kiểu nó đầm hơn ấy, nó đầm hơn thì không biết là nói từ đầm thì miêu tả như nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nhiều bạn sẽ hiểu ý của tôi. Mùi hương nó đầm hơn chứ nó không kiểu gai gắt, nó không kiểu hực như là phiên bản EDP. Cái thứ hai đó chính là câu chuyện xịt nó vào mùa hè, đúng không? Mình nghĩ rằng là nếu như mà ở mùa hè ở Hà Nội tầm 38-40 độ, thậm chí là hơn ở ngoài đường hay là trong cái môi trường đi lại liên tục, thì cái việc xịt nước hoa nó là một cái câu chuyện khá là khó khăn. Và với cá nhân mình đây, khi nếu mà trời tiết quá nóng thì thực sự dù kể cả những cái tông mùi mát mẻ mình cũng chả muốn xịt một chút nào. Nên là nếu mà thời tiết quá nóng ấy, tốt nhất là chúng ta chỉ nên làm sạch cơ thể, tắm rửa sạch sẽ, cũng lắm thì xịt một chút body mist thôi, chứ không nhất thiết là phải xịt nước hoa làm gì cả. Và cái thứ ba về mùi hương này đó chính là
Cái cách để các bạn xịt đó là ngoài cái việc các bạn có thể xịt thẳng lên người bằng một shot, một thôi, thế thôi là đủ. Nếu như muốn người ta ngửi được ở đâu thì chỉ cần xịt một phát. Thì các bạn có thể xịt lên quần áo này, các bạn có thể trước khi đi làm, trước khi dậy một phát thì các bạn xịt lên quần áo, xong rồi các bạn đi đánh răng rửa mặt, các bạn ăn sáng, xong rồi các bạn đi làm. Thì mình nghĩ rằng là mùi hương nó sẽ rất là dễ chịu và không gây khó chịu cho những người xung quanh. Và cái một cách nữa, cách thứ ba ở trong này rất là hay, đó là mỗi khi mình xịt những cái tông mùi cái nặng ấy thì mình thường một thói quen là mình xịt lên không khí và mình đi lại ở trong cái làn sương nước hoa mà mình vừa mới xịt ra. Không phải là xịt một cái là các bạn ngửa mặt lên các bạn này đâu, các bạn chỉ cần xịt lên là các bạn đi vào, xong rồi các bạn đi ra khoảng tầm 1 đến 2 giây thôi. Thì mình tin là cái cách này nó cũng sẽ làm giảm cái độ bám tỏa cũng như là cái độ nồng của một chai nước hoa nào đó mà các bạn ở đấy là nó khá là nồng, khá là khó chịu. Vậy là mình đã giải quyết cho các bạn cái vấn đề đó là xịt làm sao được 4 mùa, đúng không? Còn bây giờ thì cái phong cách của em nó như thế nào? Thì mình phải nói luôn đó là mùi hương này nó sẽ không dành cho những bạn kiểu học sinh, sinh viên, mà nó sẽ dành cho những bạn kiểu có cái công việc nó không phải là văn phòng mà nó là một cái công việc mà nó thường xuyên tiếp xúc với những người gọi là ăn mặc lịch sự chỉnh chu, hay là những cái đối tác rất là kiểu quan trọng ấy. Hay điển hình nó là một cái công việc như kiểu là các bạn đi làm sự kiện, các bạn chạy chương trình, các bạn MC, hay là các bạn làm bất động sản và các bạn phải tiếp xúc với nhiều người mà các bạn muốn gây ấn tượng với những người đó mà các bạn vẫn mang đến cho mình một cái kiểu background rất là tốt ấy. Thì đây là mùi hương như vậy. Ở vị trí số 3 đó là một đại diện đến từ Lilabo Santo Baba Bergamot 22 Lead 41 không. Một chai hoa mình cũng chê khá nhiều, đó là Another 13. Nếu như phải chọn một cái mùi hương có thể sử dụng được đa dụng đến từ nhà Lilabo này mà ở những cái chai nước hoa phiên bản thường nhá, không nói bộ City, thì bỏ qua Another 13, đó là một thiếu sót, đấy là điều chắc chắn. Đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ là cả nam lẫn nữ đều sử dụng rất là ok, nó đa dụng về giới tính. Nhưng mà với mình thì các bạn nữ sử dụng thì nó sẽ thích hơn. Và cái thứ hai đó là độ bám tỏa của nó cũng rất là tốt. Cái thứ ba đó là mùi hương ở trên da mỗi người nó lên một cái vai khác nhau. Người thì ngọt béo, người thì hơi lên gỗ một chút. Phải nói là nó cũng hơi tùy nhân phẩm. Cái này không biết là cái mặt tốt hay là những cái mặt không tốt. Nhưng mà nói về mùi hương của em này thì cũng có một cái đường link ở đây thì mình sẽ nói qua, đó là khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái mùi nó giống mùi của những cái tờ giấy vàng trong những cái quyển sách cũ ấy. Nó khô, nó có một chút giấy gỗ và dry down thì nó ra một cái mùi hơi béo một chút cùng một cái mùi gỗ khô, mang đến một cảm giác khá là thích, khá là nịnh mũi và nịnh mũi và lạ mũi. Đó là hai cảm giác khi mình xịt em này. Mà trên này, trên da của mình thì thực sự là em này nó không hợp nên là mình không thích. Nhưng mà với một cái độ bám tỏa nó khá là biến ảo, nhẹ nhàng trong cái lúc lại rất là nồng nàn, thì em này sử dụng thời điểm mùa hè cũng ok, mùa đông cũng ok. Nhưng mà với mùa hè thì mình nghĩ là tầm 1 đến 2 shot thôi, còn mùa đông thì các bạn có thể phang thoải mái. Và đặc biệt một lần nữa phải nói rằng là em này rất nịnh mũi. Và cái phong cách sử dụng cái mùi hương này thì mình thấy rằng là nó cũng có phần hơi giống với chai Lazy Sunday Morning. Nó không giới hạn về giới tính, nó cũng không giới hạn về độ tuổi cũng như là phong cách như thế nào. Chẳng qua là đây là mình nghĩ là một cái phiên bản kiểu nâng cấp của Lazy Sunday Morning, cũng là xạ với nhau, nhưng mà đây là xạ với gỗ, nó khiến cho mùi hương nó nịnh mũi hơn, nó phần bám tỏa tốt hơn. Và nguyên liệu trong này thì nó cũng tốt hơn nguyên liệu của Lazy Sunday Morning. Blend thì rất là mượt mà rồi. Với mùi hương này thì học sinh, sinh viên cũng xài được nếu như có điều kiện. Còn chắc chắn rồi, đi làm văn phòng thì xài em này trong môi trường điều hòa quá là ok. Ở vị trí số 4 đúng không? Các bạn nhìn thấy gì đúng không? Quid Aventus For Her. Một chai nước hoa cũng có một cái nốt hương, đó là xạ. Nhưng mà mình phải nói rằng là xạ hay được khác hoàn toàn xạ ở hai chai này. Vừa review, ui rơi rồi. Ui, phải nói rằng là mình chưa bao giờ có quyết định sai lầm khi mà mình khen chai nước hoa này ngon hơn Quid Aventus phiên bản cho nam. Với mình đây là phiên bản ngon hơn rất là nhiều. Đầu tiên mỗi khi nói về Quid Aventus For Her, nó giống đang một thiết kế chai vô cùng đẹp, siêu đẹp. Chả hiểu sao mình thích những cái chai 75ml nhảy vãi trưởng, đẹp vãi. Cái thứ hai đó là về mùi hương của Quid, thì cái DNA của nhà Quid làm thì nó luôn mang lại một cái mùi hương rất là sang trọng và có một cái gì đấy kiểu rất là quyền lực. Đấy là cái DNA mà mình ngửi được ở khá nhiều chai Quid, kể cả cho nam
hay là cho nữ. Lớp in white của nữ cũng rất là ok, mấy chai phối màn exclusive của nữ cũng rất là ổn. Nó luôn luôn mang một cái mùi hương rất là sang trọng, mặc dù cái mùi hương của nó thì cũng làm khá là bình thường, khá là kiểu nhẹ nhàng thôi. Cái mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái combo gồm táo và hoa khá là rõ, mùi của mùi ngọt của táo cùng mùi thơm của hoa khá đặc trưng. Về sau thì nó sẽ lên một chút khói và xạ làm cho mùi hương trở nên rất là dày dặn và có phần tối. Thì mùi hương này ban đầu ấy thì mình khi mà mình mới xịt ra, cái vai của táo và hoa ấy, nó mang tới cho mình một cái cảm giác hơi kiểu cay nhẹ một chút nhá, nhưng mà nó khẳng định luôn tôi là nữ giới. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà khi dry down của mùi hương này, nó lên xạ một chút khói nữa và mùi hương nó dày hơn rất nhiều và nó tối, thì bắt đầu nó thể hiện rằng là tôi là một người phụ nữ quyết đoán này, cá tính này, quyền lực, và tôi có một cái background rất là khủng. Còn về cái độ bám tỏa ấy, thì cái mùi hương này nó lưu ở trên da rất là tốt, tầm 8 đến 10 tiếng và nó tỏa hương khoảng tầm hơn nửa cánh tay đổ ra. Nó như kiểu đấy, ta có một cái background tốt thế và có mới một cái độ tỏa hương như nào thì ta có thể sâu vào trong tất cả. Đấy, ông cảm thấy ông phù hợp với tôi, ông cảm thấy ông đủ đẳng cấp thì ông tiến tới, tôi sẵn sàng. Tôi là một người cá tính, một người rất là quyết đoán. Nếu như ông là một người ở cùng ngang cùng đẳng cấp như vậy thì mời ông vào. Đấy, người phụ nữ này không cần phải thể hiện, không cần phải nũng nịu làm cái gì cả. Thể hiện luôn tôi là một người mạnh mẽ, người cá tính. Phá thôi, thích thì chơi. Đấy, cái mùi hương của Quid Aventus For Her này, mình không có gì phải chê trách về cái mùi hương này. Các bạn nữ nào mà có cái phong cách kiểu làm boss này, kiểu làm sếp này, mà có phong cách kiểu độc lập, cá tính, kiểu tự chủ tài chính, thì các bạn nên sử dụng cái này. Khen hơi nhiều từ nãy đến giờ rồi. Rồi, để sang đây, để cái vỏ hộp sang đây. Bây giờ mình sẽ bóc tem. Killing good girl, good bad. Uầy, có hạt luôn, có hạt, chính xíu bị tập luôn. Để tôi cái tìm hộp nó hạt đi. Xùi ôi, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy một chiếc hộp không? Mình sẽ để cái hộp này sang bên này nhá. Chiếc hộp có hình rồng rất là đẹp. Đằng sau họ rất cẩn thận, họ còn dán một lớp nylon lên đây nhá. À, các bạn nên bấm và mở ra nhầy. Wow. À, mình có một chút ý kiến về cái phần vỏ hộp này. Đó là trước đây thì nó là cái phiên bản hộp màu trắng và hình con rắn ở trên. Thì người ta thường gọi là rắn đen và rắn trắng ấy. Rắn đen nó là chai Voulez-vous Affaire Noir. Còn rắn trắng thì nó là Killian Good Girl Good Bad. Thì em này, cái vỏ nó họ mới thay thế cái vỏ hộp này. Thì với cá nhân cả của mình nhá, nên cái vỏ hộp này nó không được hợp cho lắm với cái mùi hương của nữ. Hay có hình con rồng nữa. Nên là mình sẽ để đây nhá. Hộp của nhà Killian thì khỏi bàn rồi. À, vẫn cảm giác như vậy. Một cái mùi hương phải nói rằng là quá nữ tính, quá nịnh mũi, quá đẹp. Nói qua về Killian Good Girl Bad này thì nó là gương mặt đại diện của nhà Killian này cho nữ ở Việt Nam. Mỗi lần nhắc tới Killian thì các bạn chắc là chỉ nghe đến em này thôi. Còn rất nhiều những cái mùi hương khác thì gần như là họ không được PR quá là nhiều. À, khi mà mình vừa xịt cái mùi hương này ra giấy mà cái dui nó vừa mới chỉ bay ra khỏi cái chai nước hoa thôi thì mình nhận thấy là một cái mùi khá là giống mùi trà kem sữa đào. Nhưng mà khi mà mình đưa lên ngửi thì nó lại khác. Đó là một cái mùi hơi kiểu những cái quả đào, quả mơ ngọt, hơi xanh một chút, kết hợp cùng một chút kiểu hơi kiểu phấn ở những cái nhụy của những cái bông hoa kiểu to to như kiểu hoa hướng dương hay là hoa thủy tiên ấy. Đó, cái mùi hương này tốt ban đầu này nó khá là lạ mũi so với những cái chai nước hoa ở cùng phân khúc với nó. Và về sau thì cái nét phấn này nó sẽ gần như là biến mất hẳn và các bạn nhận thấy một cái mùi đào mơ rất là ngọt. Thì kể với các bạn một câu chuyện, đó là mùi đào và mùi mơ ấy thì nó thường được tạo nên bởi cái mùi của hoa mộc, hoa opanthus. Thì mình cũng đã viết một cái bài trên phần cộng đồng trong YouTube ấy, mình có giải thích rõ về cái nét hương này. Thì thường nó sẽ có một cảm giác rất là giống những trái đào, những trái mơ, một chút kiểu hơi kiểu khói hói, một chút giống trà trà kiểu như vậy. Thì ở em này nó có tốt nốt đúng như vậy. Và khoảng tầm 15 phút sau thì cái mùi, như mình nói là cái mùi phấn phấn nhụy nhụy nó sẽ biến mất và các bạn lại thấy mùi đào xuất hiện rất là rõ và một hoa trắng ở đằng sau. Thì dry down của mùi hương này tổng hòa tất cả của nó chỉ là một cái mùi hoa mộc tạo nên cái vibe kiểu đào mơ và nó kết hợp cùng với hoa huệ.
thì các bạn sẽ không phải lo cái vấn đề là hoa huệ ở đây thì nó hôi, nó khó chịu. Nhưng mà huệ ở đây nó chỉ làm nền thôi, và cái mùi đào mơ ngọt nó là chính. Về cái phần tên này thì cũng rất là dễ dàng để có thể giải thích thôi. Cái phần good girl ấy thì nó gắn liền với cái phần top note. Cái top note của nó thì mình ngửi là nó khá là e ấp, nó khá là rụt rè. Và đến khi mà bắt đầu nó bung nở ra là một cái mùi hoa mộc ngọt, rồi kết hợp cùng với huệ và xạ ở sau, thì cái mùi hương này kiểu bắt đầu khiến những người khác cảm giác là cô gái ở đấy bắt đầu kiểu bùng nở, bùng nổ ấy. Và có cảm giác gì đó hơi kiểu bí ẩn, làm cho mình rất là kiểu muốn tìm hiểu, muốn khám phá ấy. Đó. Và với một cái mùi hương như vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với những bạn nữ, chắc là mình nghĩ rằng là tầm 21, 22 tuổi cũng đã bắt đầu đi làm rồi này. Và các bạn cũng có một cái nguồn tài chính tốt để lo cho riêng bản thân của các bạn. Các bạn biết ăn mặc hơn một chút. Nhưng mà những cô gái ở đây thì có vẻ là chưa được sành sỏi, chưa được trải nghiệm nhiều cho lắm. Và về sau thì bắt đầu khi mà dry down của mùi hương này, nó khiến mình kiểu những cô gái đây bắt đầu kiểu khá là tò mò về cái cuộc sống ngoài kia, về cái cuộc sống về đêm rồi buổi tối. Nó tạo nên cho mình một cái vỏ bọc, kiểu những cô gái đấy bắt đầu muốn tìm hiểu này, bắt đầu có một cái gì đó kiểu bắt đầu mới tập hư ấy, kiểu như thế. Chứ không phải là một cái cô kiểu sành sỏi, kiểu mặc những cái chiếc váy quá là xẻ, quá là quyến rũ như là những cái sản phẩm của nhà Narciso, như bản đen này, hay là YSL Black Opinion mà mình đã review này. Cái mùi hương này nó sẽ có một cái độ chuyển biến, và nó cũng không quá là vồ vập. Mình thấy rằng là nó vẫn có một cái độ sang chảnh, quyến rũ, và không bị kiểu bài ngửa, không bị kiểu vồ vập ấy, kiểu anh sới đi, không kiểu đấy. Em này kiểu anh ấy mất thời nhiều thời gian đấy. Với cái độ bám tỏa của Kilian Good Girl Combat thì mùi hương này nó lưu ở trên da mình tầm 7-8 tiếng. Đây là da của một thằng đàn ông nhá. Ít skin care, hơi khô một chút. Nếu da bạn nữ nào mà kiểu độ ẩm tốt, thường xuyên kiểu chăm sóc bản thân thì mình nghĩ là nó sẽ lâu hơn. Và về cái độ tỏa hương thì nó tầm nửa cánh tay đổ ra một chút thôi. Nó khiến cho người khác kiểu đi lướt qua bạn thì có thể ngửi thấy, chứ không thiết là phải gần gũi với bạn. Và nó sẽ tốt hơn Lazy Sunday Morning, nhưng mà nó kém hơn Quiet Adventure for Her. Thì đó là mùi hương của Kilian Good Girl Combat. Và đây là 5 cái tên sử dụng rất đa dụng vào nhiều mùa khác nhau dành cho những bạn nữ. Và mình đã review rất là kỹ về mùi hương, cũng như là về phong cách, cũng như là về cái độ tuổi, độ bán tỏa, để cho những bạn nữ nào đang lăn tăn và chỉ mua một chai nước hoa duy nhất thôi thì các bạn có thể tham khảo video này. Không biết là các bạn đã sử dụng một chai nước hoa này chưa thì cũng hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận các bạn ở phía dưới cho mọi người cùng biết. Và đừng quên việc like, share, như là bấm nút chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.